chào sơ, con tên là Ngọc Giò. Hôm nay con xin gửi một bức thư cho mẹ bằng tiếng Việt. Như chúng ta đã biết, thật đẹp làm sao khi ánh bình minh bừng dậy sau những đêm dài tăm tối. Tia nắng đầu tiên trải dài trên những mái ngói đỏ tươi. Những hạt sương mai còn long lanh óng ả trên mặt gương sen. Đâu đây tiếng chuông chùa ngân nga hòa lẫn với tiếng kinh cầu, nhịp điệu. Khi trồng, khi bỏng, gợi lòng con cảm nghĩ về mẹ. Lòng mẹ bao la tợ biển trời, tâm hồn con trẻ tợ dòng khơi. Tháng ngày êm ả trong lòng mẹ, ấp ủ cho con suốt cuộc đời. Thật vậy, tấm lòng người mẹ không thể nào dùng bút diễn tả hết được. Vì sao? Vì tấm lòng mẹ mênh mông quá, mà tâm hồn con trẻ thì ngây thơ bé bỏng. Làm sao thấu hiểu hết tình mẹ thương con. Nói đến tình mẹ thì quả thực trên đời này không có thứ tình cảm nào đậm đà, sâu sắc và thiêng liêng bằng. Thứ tình cảm ấy đã đến với con lúc mới tượng hình rồi cất tiếng khóc chào đời đầu tiên cho đến ngày khôn lớn. Trên đời này, nếu đem tích góp những giọt nước mắt của tất cả bà mẹ khóc vì thương nhớ con, thì e rằng chúng ta sẽ có thêm một đại dương mới. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra có bao giờ cạn, tình mẹ đối với con cũng như vậy, cũng ngọt ngào như dòng nước trong trẻo kia. Mẹ ơi, 9 tháng cô mang hình hài này nhờ cha mẹ mà con có. Từ đó, còn đây là lẽ sống, là hơi thở của cuộc đời mẹ. Chẳng quản khó nhọc, mẹ hy sinh tất cả cho con, lo cho con đầy đủ ấm no. Với tất cả tình yêu thương, mẹ dạy con bước đầu chập chững. Mẹ ru con bằng những lời thơ êm dịu, kể con nghe những câu chuyện ngụ ngôn. Mẹ già một nắng hai sương, héo gầy cực khổ vẫn thương con khờ. Mẹ của con là một dòng suối mát dịu, một kho tàng vô giá để cho con thưởng thức. Và mẹ là một món quà lớn nhất, hạnh phúc nhất mà cuộc đời ban tặng cho con. Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời nhất vẫn là trái tim của người mẹ. Con xin cảm ơn mẹ và cũng xin lỗi mẹ rất nhiều về thời gian qua. Con xin hết cảm ơn Su và mọi người đã lắng nghe. Hello teachers. Hello everyone, my name is Ngọc Sơn from Group 1. Today I will say about my letter from my father. Dear Dad, when I had a father, I had everything. I am not afraid of being things because I have you. But if one day you pass away, what will happen to me? I am so scared, but I don't know why. I can't say thank you for you, my father. You always take care of me, but you don't say it, my father. I love you so much. I am sorry you so much too. I am always proud of you, no matter how you are. I am always proud of you, love you, because have you and mom, since then have me. Thank you and sorry dad for everything you done for me. Thank you dad for listening to me and thank you teachers for listening to me. I finish. Dạ bạch thư sư ông, con Mạnh nhóm 2, nhân mùa vu lan báo hiếu, con xin gửi đến cha mẹ. Con có đôi lời muốn gửi đến cha mẹ. Con thương cha mẹ, con thương cha nhận lúc vất vả nhiều ngày ngoài biển khơi. Con biết ơn của cha đã khổ cực để nuôi con đến trưởng thành, và cảm ơn mẹ đã sinh ra con và dạy dỗ con đến hôm nay. Công lao mẹ khó nhọc, lần việc vất vả, đêm ngày mất ăn khó ngủ, con xin hứa với cha mẹ rằng là từ hôm nay về sau, con cố gắng siêng năng chăm chỉ học tập và giúp đỡ và giúp cha mẹ việc cần đến con, và rồi con lớn sẽ làm việc lợi ích cho mọi người bằng cách thực hành giáo pháp của sư ông trong thời gian vừa qua đã dạy dỗ con. Ước mơ sớm được đi tu. Món quà con xin được tặng cha mẹ ạ. Con xin hết.